Nếu các bạn đang có nhu cầu muốn mua ạc Liên Quân thì hãy truy cập ngay shopacre24giờ.com. Tôi Yubo, xin chào lại cho anh em. Tôi là Tiến, chào lại cho anh em. Tôi là Trà, chào lại cho anh em. Tôi Cường Sư Vân, chào lại cho anh em. Ok các bạn ạ, thì các bạn có yêu cầu như mình bảo anh ơi lướng bò nguyên con hoặc trâu nguyên con đi. Nhưng mà kinh tế dạo này như mình yếu nên là chưa thể mua trâu bò nguyên con ngay được. Nhưng mà anh như mình đã mua được hai miếng sườn bò cũng khá là to. Và anh như mình sẽ lướng, anh như mình đem lướng siêu cay thử xem có ngon hay không. Nếu mà lướng siêu cay hai miếng sườn bò này mà ngon ấy, thì mình sẽ cố gắng trong một vài clip tới mình sẽ mua trâu hoặc bò nguyên con về lướng cho tất cả mọi người cùng xem. Các bạn chỉ cần xem video và like và chia sẻ ủng hộ anh em mình thôi. Ngay bây giờ thì mình sẽ cho các bạn xem hai miếng sườn bò to đùng đó của anh em mình. Đây là hai miếng sườn anh em mình đã mua khá là lâu rồi, nhưng mà bởi vì các kế hoạch của anh em mình có sự thay đổi nên là bây hôm nay anh em mình mới bỏ ra để quay được hai miếng sườn này các bạn ạ. Mình không hiểu sao cái sườn bò nó rất là mỡ nhá. Mấy cái chỗ này này thì thịt ở bên trong lại có mỡ, chắc anh em mình phải khứa ra thì anh em mình mới ướp được. Đây bạn cho luôn vào đây hay là bạn khứa luôn đi? Bạn cắt miếng à? Miếng giả hay là miếng này lướng riêng đi bạn? À, thế bạn cắt một miếng để lướng riêng đi. Cái miếng tôi thấy nhiều mỡ. Chín trước anh em phải thưởng thức trước. Có khi thế lên. Chuỗi lắm thịt phết mà. Nhiều thịt anh mình sẽ cắt một cái miếng này ra để lướng riêng, nếu mà nó chín trước anh mình thưởng thức trước xem nó có ngon hay không các bạn ạ. Còn cái miếng này thì anh mình chỉ khứa nó ra thôi để cho nó ngấm nước ướp thôi. Đây để cho sang bên này luôn. Đó, cho sang bên này. Đó, bây giờ đổ nước ướp vào. À, bạn khứa đây đi bạn. Bạn khứa đây đi. Đây, anh mình sẽ đổ nước ướp siêu cay vào các bạn ạ. Vào đây. Rồi thôi ạ. Rồi, đổ nước ướp siêu cay vào. Bạn xoa lên bạn này. Xoa lên xong bạn thử mút đầu ngón tay kìa. Phì bạn. Thử luôn độ cay à. Đổ nước ướp vào cái mà miếng sườn bò đổi màu luôn các bạn ạ. Nhìn này lướng này chắc cũng khá ngon đấy. Đây là cái thanh tre mà anh em mình tận dụng được khá nhiều clip rồi. Nhưng mà đến clip hôm nay thì anh em mình sẽ phải chẻ nó ra. Và đây là lần cuối cùng có lẽ là sẽ chia tay cái thanh tre này các bạn ạ. Từ lướng dê rồi lướng lợn. Hôm nay sẽ tận dụng buổi cuối cùng để lướng nốt cái sườn bò này. Không, có thể là mai buộc mình có khi mai mình buộc lại vẫn dùng được ấy. Thử xem như nào. Liệu tôi sợ gãy tre không bạn nhỉ? Không. Có 9 cân rồi mà, hôm qua mình quay con lợn 30 cân còn chả gãy cơ mà. Nhưng mà sợ chỗ kia bạn trẻ nó hơi bị nhỏ ấy. Để sát sát vào. Đây còn ở đây là một cái miếng mà anh mình đã lọc ra thì anh mình sẽ kiếm một cái gì đó anh mình kẹp anh mình nướng riêng các bạn ạ. Còn đây là hai cái này cũng hai miếng sườn này sẽ nướng riêng. Than ở chỗ kia anh mình đã đốt đã hồng rồi các bạn ạ. Bây giờ anh mình sẽ cho lên để nướng thôi. Lên. Thế như bạn quay thử không nào? Thế này tôi nghĩ chắc là tí phải cho thêm than vào để san rộng rộng ra. Bởi vì khi mà anh mình quay lên cái chỗ này này, nó cảm giác nó bị vênh quá đấy, như này đúng không? Đấy, anh mình sẽ phải cho thêm than và chờ nướng để thưởng thức các bạn ạ. Sau 10 phút anh mình nướng hai miếng sườn này thì đã khô lại và rất là thơm luôn các bạn ạ. Thơm điếc hết cả mũi luôn, nhìn cũng bắt mắt khá là ngon rồi. Còn cái miếng mà anh mình đã lọc ra lúc nãy ấy, thì bây giờ anh mình sẽ kẹp vào vỉ anh mình nướng riêng. Có khi miếng này sẽ chín trước bởi vì anh mình nướng gần lửa hơn. Thức cái này xong kiểu nó sùi sùi mỡ ra nhìn ngon vãi trưởng. Anh em mình phải rút kinh nghiệm nướng thơm quá là hàng xóm sang hỏi thăm đấy. Hôm qua ấy, hàng xóm hỏi thăm nhiều lắm.
cứ lướng con lợn mà hàng xóm sang hỏi thăm rất là nhiều các bạn ạ. Quấy lại cái đấy. Khóa lại cái là có thể lướng được luôn. Sau gần 2 tiếng thì mình nướng 2 miếng sườn này thì mình nghĩ là sắp chín rồi. Nhưng mà còn cái miếng kia thì chín trước bởi vì anh em mình nướng thấp lửa hơn. Bây giờ mình sẽ mang cái miếng lọc kia để anh em mình ra anh em mình thưởng thức thôi. Ra đây, ra đây. Thơm lắm các bạn ạ. Thơm lắm rồi. Ui các bạn ạ, nhìn rất là ngon luôn, thơm gồm hàng kia. Ui, thơm nước mũi. Nào thì bỏ ra ăn luôn. Cắn cả miếng luôn, cho bọn này cắn cả miếng luôn các bạn ạ. Chắc là thế mới sướng. Thôi thôi, sẽ chị chiều cắn sau nha. Làm việc này. Lông 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 lông. Uh-huh. Quay tất cả các bạn nha. Nhìn như kiểu miếng bò bít tết các bạn ạ. Dài quá. Như nào? Cây cây cũng ngon ngọt, thịt dại thơm lắm. Ừ, đút chai thử đi. Kiểu như miếng bò bít tết luôn các bạn ạ. Ừ. Ừ. Dài lắm. Ăn mà. Không, không thế này chắc không chơi rồi, phải chơi mang dao thớt ra để thái ra thôi. Do dai quá nên bây giờ phải dùng sự trợ giúp của dao thớt các bạn ạ. À, dao kéo, quên lại dao thớt. Tiến thích ăn miếng nhỏ hay miếng to? Em miếng nào cũng chơi được tuốt. Ừ, để anh thái miếng to cho Tiến. Mấy các bạn thử luôn, thử luôn. Mời các bạn nha. Có tí vị ngọt không? Ừ, ngọt lắm. Thái ra để cho mấy anh em một hai miếng đi, xong để anh em mình chuẩn bị thưởng thức cái kia luôn. Mang ra cho bạn Lâm đang quay một ít. Mấy miếng. Cứ ăn đi, thưởng thức đi. À, thì rất là ngọt. Mới ngọt cay. Ngọt quá chứ còn gì nữa. Còn thử miếng thế nào? Dừng lại thử miếng đã. Không đặng rồi nha. Dài. Mời các bạn em mình thử miếng. Dài, cay. Liệu cay nó có chị? Các bạn ăn ngọt lắm. Ngay kinh thì bỏ rất là ngọt. Ok, thái đi để mang ra cho bạn Lâm nữa nào. Món gì ạ? Món lươn lươn ấy. Đây, quay bếp bản mang ra cho anh mấy miếng. Bạn thưởng thức thử xem ngọt không? Mời các bạn đây. Ừ. Cho một món miếng ngọt này. Tuyệt vời chứ bạn. Này, mấy miếng thấy cay quá các bạn. Bởi vì bên ngoài anh mình ướp nó hơi cay, còn bên trong thì nó ngọt là chuyện bình thường, bởi vì thịt bò thường nó sẽ ngọt mà. Đây còn hai miếng sườn này thì anh mình chắc là sẽ quay thêm khoảng 10 phút nữa là anh mình sẽ thưởng thức con ạ. Đây gọi là chỉ một miếng thì anh em mình ăn thử trước xem cái thịt sườn bò nướng này xem ăn ngon hay không thôi. Vậy là hai miếng sườn này chín rồi các bạn ạ, nhìn khá là ngon luôn. Em quay thử một vòng đi cho các bạn xem coi. Quay thử thôi. Tuyệt vời các bạn ạ. Wow. Đây là thịt bò, bởi vì nó là thịt bò nên nó thâm vậy chứ không phải là bị cháy đen đâu các bạn ạ. Nhìn rất là ngon. Đây. Còn đây đây anh mang ra luôn. À đây đây. Tôi như vậy. Chào tất cả anh em. Ok các bạn ạ, Mạnh thì hôm nay nó đi thi và nó được về sớm nên là nó lên đây để thưởng thức cái món gọi là sườn bò nướng siêu cay của anh em mình xem ngon hay không. Nếu mà ngon thì anh em mình sẽ tiếp tục những clip đọc hơn ở những clip sau. Vậy anh em mình sẽ mang hai miếng sườn bò này ra, anh em mình tách từng thanh ra, anh em mình gặm thưởng thức luôn các bạn ạ. Nhìn tuyệt vời luôn. Ôi. Phi.
Tí. Mắc to luôn. To đúng không? Cả cái sườn bò nó rất là dài ấy. Uầy. Mạnh ăn luôn một thanh nhá. Ăn luôn, không ăn nhèm. Ôi, từ từ, sao tôi thấy ở bên trong này nó hơi đỏ đỏ hay sao đấy? Không, hay là sống? Thịt bò thế đấy. Tôi nghĩ là thịt nó hồng thế. Thịt bò thế mà. Thế chắc không, thì chắc không phải bạn thử thái miếng này. Không thì cái thanh này ra thôi. Bạn thử bỏ một miếng thanh này ra xem nào. Tôi sợ miếng nó sống thì... Ừ. Mà người ta toàn ăn bò tái được cơ mà. Anh như mình bò sống cũng ăn được hết các bạn ạ. Ngày chín hơn. Đây là chín chín khô thịt. Tức là cái ở miếng này, tức là ở bên đây, dưới cái chỗ vẫn hồng. Ờ vẫn hơi đỏ đấy, các bạn ạ. Đấy là đây là kiểu như là thịt thịt bò thế các bạn ạ, không phải là sống đâu. Ờ cái nếu mà cả sống thì chắc là cái chỗ mà anh mình cái miếng mà không lọc ấy thì nó dày quá, chắc là nó chưa chín hẳn thôi. Nhưng mà vẫn ăn được các bạn ạ, bởi vì sống thịt bò vẫn ăn tái bình thường. Đây, bởi vì thịt bò những chỗ này vẫn hồng này các bạn thấy không? Nó rất là mỏng, nó chín rồi đấy. Thèm lắm rồi. Vừa thấy thằng nào cứ nhút nước nhãi nhỉ? Ba thằng. Ba thằng ăn rất là thèm rồi các bạn ạ. Vừa đi học về đói. Vừa đi thi. Đấy, bây giờ mỗi thằng một thanh này gặm mới phê các bạn ạ, thế mới sướng. Bây giờ anh mình sẽ bắt đầu thưởng thức thôi các bạn ạ. Kia là có mấy quả dưa chuột ta, anh mình ăn kèm. Dưa chuột này là dưa chuột nhà trồng nên rất là sạch, không phun thuốc sâu ấy. Chỉ cần rửa qua cái lớp bẩn ở bên ngoài thôi là có thể ăn được luôn, rất là giòn, mát. Kia là mấy lon nước ngọt thì chỉ có 2 lon thôi. Nhưng mà hôm nay bởi vì có Mạnh lên đột xuất nên là sẽ bị chia bớt ra cho Mạnh ra cốc các bạn ạ. Nào anh em mình sẽ dùng một chút bia. Nào mỗi thằng dùng một thanh đi. Đó ba thằng trẻ trâu chọn thanh đi. Đâu. Đây là chia sẻ ngọt bùi các bạn ạ. Gọi là có phúc cùng hưởng, có lạ cùng chịu. Nào đây thưởng thức đi. Cho Mạnh. Mạnh đây. Mỗi thằng một thanh luôn, cầm mỗi thằng một thanh luôn. Lần trước Mạnh được ăn sườn lợn nướng rồi đúng không? Hôm nay sẽ ăn sườn bò nướng. To vãi trưởng đúng không? Nào thử ăn xem ngon vãi trưởng không? Mời tất cả các bạn nha. Sườn trâu ấy. Mời các bạn nha. Thử đi. Các bạn nha. Ngon vãi. Thế nào? Đây bà bạn Lâm với Cường thưởng thức đi. Thôi chắc tôi lấy thành to nhất. Thế là bạn nhường tôi thành bé à? Thực sự cái sườn, bởi vì có 2 miếng sườn các bạn ạ. Cái miếng này nó rất là to luôn đấy. Ba thằng trẻ trâu thì cầm thanh bé, còn bạn Lâm cầm thanh to vãi cả trướng ra. To quá các bạn. Mời các bạn nha. Mời các bạn nha. Hơi dai đúng không? Thịt bò dai. Bạn thấy thế nào? Âm thanh này ngọt quá bạn. Nó tái tái ăn ngọt á. Tôi thích ăn kiểu tái tái. Nếu thế mình không lưới chín hẳn để tái ăn ngon hơn. Cho ăn. Không biết là sườn bò dài này, không biết là sườn trâu có dài. Chắc là không giật lối đâu. Sườn trâu chắc chỉ giật lối. Có khi anh em mình nên tham khảo sườn trâu nữa. Ui tiến. Ui tiến. Ngon. Không biết là lương miếng của các bạn đã tuôn ra chưa. Nhưng mình thì không phải nói rồi. Mình thì lúc nào quay cái đoạn này là mình lương miếng mình nó cứ mình phải nuốt liên tục các bạn ạ. Nuốt đầu người đến sau. Phải công nhận là cái sườn bò. Bạn ơi, bạn cầm cái sườn to này bạn có thấy lặng tay không? Đang định đổi cho em Tiến gận sườn này. Đúng không em? Em Tiến có đổi với anh Lâm không? Rồi. Ăn hết cái thanh này chắc từ giờ đến tối không phải ăn cơm mất. Rồi. Cây vãi chuồng. Ngon này. Sau một hồi mình quay anh em ăn ấy thì thấy thằng em Tiến nó giật rất là mạnh các bạn ạ. Có vẻ là khá là ngon. Thực sự là bây giờ mình sẽ phải thưởng thức luôn các bạn ạ. Anh dưa chuột đây, ăn đi. Ô, từ nãy giờ không thấy ngon quá hay sao mà không thấy anh em nó ăn dưa chuột. Toàn ạ, mỗi anh em một thanh mà đưa vào bây giờ để loạn hết cả lên. Đây thanh của bạn này bạn. Ok. Quả này béo nhưng mà chất lượng. Mình mời tất cả các bạn nha. Sườn bò nướng siêu cay các bạn ạ. Dài vãi cả trướng luôn này con này. Thì ngon. Mình mời các bạn nha. Mời các bạn ăn dưa chuột. Mời các bạn ăn nha.
Ngon đấy. Có ngon. Ôi. Phết. Uống tí bia vậy đó. Ngon này mua các bò nữa. Ôi, ngon này mua bò nướng chứ. Chắc chuẩn bị. Ngoài các bạn ạ, dùng một tí này nữa. Tuyệt vời ông mặt trời. Các bạn chỉ cần ủng hộ anh em mình sẽ có kinh phí để mua bò nướng các bạn ạ. Wow. Mát vãi, này mát. Giòn, ngon. Các bạn thay của mình chắc phải đến 2 cân đấy. Mình không thể nào cầm để ăn mãi được. Thôi chắc mình xin phép mình lấy dao để lóc thịt. Sao rồi, các bạn ạ. Phê. Trong chỗ này nhìn ngon này. Chỗ này đỏ đỏ đây mà không đỏ. Hay hay chín mới trong nhỉ. Thịt chắc là thịt đó thế. Thịt thế. Tiền ăn thành sườn to như này. Cầm gặm cả miếng này mới phê đúng không? Tuyệt vời. Quá khủng khiếp luôn. Thế còn chưa chuẩn. Bạn bạn làm tí này các bạn cắt cho một tí thôi. Thưa là như mình sau một hồi đánh chén ấy thì bây giờ hiện tại là mình mới có ăn được hết chắc lửa thanh rồi nhưng mà cũng khá là ngấy. Không hiểu sao mỡ bò là dính đấy nhiều quá. Thịt bò bít tết. Đây các bạn ạ, kiểu như thịt bò bít tết này, bạn Lâm cắt cho mình một miếng hồng, mình sẽ ăn thử gọi nhá. Ngọt, thịt mềm, và thịt mềm. Cay cay rồi đấy. Thịt mềm hơn mấy cái nướng này thật. Thịt nướng kiểu như nó khô lại, nó ăn nó dai dai. Này ăn mềm lại ngọt ngọt. Thôi, thực sự là anh em mình đánh chén được khá là nhiều và mình chỉ đánh chén được hết một lửa thanh sườn thôi. Mà đang tê hết mồm, rất là cay, mà thuộc dạng ngấy rồi bởi vì nó dính rất nhiều mỡ bò ở đây. Lóc rồi, anh đi lóc rồi. Wow. Và bây giờ thì mình sẽ không làm mất thêm thời gian của các bạn nữa. Thì mình sẽ hỏi cảm giác của mấy anh em sau khi mà ăn cái món gọi là sườn bò nướng siêu cay này của như mình các bạn ạ. Là bây giờ Mạnh sẽ cho các bạn biết cảm giác đầu tiên. Vì Mạnh hôm nay là thực sự là Mạnh thì nó rất ít khi lên hình được. Thực chất ra thì cũng rất là muốn, nhưng mà bởi vì công việc học hành nó trái ca với cả hai thằng trẻ trâu này các bạn ạ. Nào Mạnh cho các bạn biết cảm giác sau khi mà ăn những thanh sườn bò này đi. Mình thì lần đầu được ăn sườn bò. Lần trước là sườn lợn đúng không? Lần này là cũng là siêu cay, lần trước cũng là siêu cay, nhưng lần này là thịt này nó ngọt hơn này. Với lại là dai hơn này, ăn nó đậm đà hơn cả sườn lợn nhiều. Sườn lợn không bằng cái này được. Với cả nhìn chung là món này cũng một thứ thôi, ngon. Ok, làm tiếng nào. Anh Tiến gặm khá là áp đấy. Gặm gần hết cả cái sườn luôn các bạn ạ. Nào Tiến cho các bạn biết cảm giác hết nổi. Lần đầu tiên được ăn một cái sườn mà nó to mới dài như thế này. Đánh hết cả một cái sườn. Lần trước thì cũng ăn sườn lợn rồi nhưng mà không ngon được bằng sườn bò. Vì sườn bò nó có thơm, nó thơm hơn với cả thịt dai hơn, chắc hơn. Ăn phê lắm. Còn hết. Hết. Đúng chưa? Mình thì lần đầu tiên thì được cầm cái sườn bò dài như thế này. Ăn thì bên phần bên ngoài thì lại ăn rất là cay, phần bên trong thì lại ăn vừa dai vừa ngọt. Chốt lại một từ, ngon. Ok, làm hết. Cơm nào. Các bạn ạ, thực ra là mình ăn rất nhiều loại sườn, ví dụ như sườn lợn, sườn chim, sườn gà, sườn vịt, sườn ngan, sườn ngỗng, các loại sườn. Nhưng mà lần đầu tiên mình ăn miếng sườn bò to như này các bạn ạ. Chất đúng không? Thực sự là cái sườn bò này nó có thịt này, khi nướng rất là dài và ngọt các bạn ạ. Mà chút nói chung là nó cũng hơi nhiều cái mỡ này một chút nhưng mà ăn vẫn rất là ngọt. Phải nói là rất là tuyệt vời các bạn ạ. Bạn Đâm nói đi nào. Sự hôm nay lần đầu tiên tôi nướng cái miếng sườn mà nó to như thế này các bạn. Quay tay chắc lại đau tay. Cầm cả miếng sườn 2 cân đến nỗi là lặng quá không ăn được, phải bỏ xuống các bạn ạ.
mày nấu hết cả tay. Ăn mình có thử ăn một miếng chỗ thịt nó hơi chín, thịt nó dai và ăn nó không được ngọt như cái chỗ thịt tái. Ăn chỗ thịt tái rất chi là ngon, chuẩn luôn. Ăn lại thêm vị cái cay nữa, nói chung không phải ăn rất chi là ngon. Ok các bạn ạ, anh em đã cho các bạn biết cái cảm giác khi mà ăn cái món gọi là sườn bò nướng siêu cay các bạn ạ. Sườn bò trưởng thành nướng siêu cay nha. Bây giờ mình sẽ không nói nhiều nữa, mình sẽ dừng clip này ở đây. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối clip này của anh em mình. Rồi thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.